Hôm nay toan gì tập 19. Đại học Thủy Lợi không chỉ là một ngôi trường nhiều nước mà nó còn nhiều nhãn. Chúng ta sẽ có cây này, xong cây này, thêm cây này nữa. Các bạn có thể thấy ở trên sân bóng cũng có rất nhiều các cây nhãn nữa. Mọi người có thể thấy cây này rất là sai. Và cây này cũng rất sai nữa. Và các bạn có thể thấy ở cổng trước cũng rất nhiều cây nhãn chứa quả. Và hiện giờ chúng ta đang có mặt tại sân bóng, tại ký túc xá Thủy Lợi. Và xung quanh sân bóng này rất là nhiều cây nhãn luôn, các bạn có thể thấy. Chi chít là cây nhãn luôn. Đặc biệt là toàn cây cổ thụ nhé các bạn. Úi xa, rất là... Thì đây chính là thành quả của chúng ta. Một chùm nhãn đại học Thủy Lợi. Ok chưa? Quá ok. Ok là thì chúng ta sẽ bắt đầu lên lớp học thôi. Và trong lúc tôi đang đến lớp thì tôi thấy có một cái hội này rất là hay. Và tôi sẽ vào để xem thử. Anh cái câu lạc bộ gì? Mình đang gây quỹ để từ thiện trên Yên Bái. Tranh thì giá bao nhiêu anh? Với tranh thì đồng giá các chủ đề là 50.000 đồng. Đây là món bánh tráng trộn với 26.000 đồng. Đây là bánh tráng anh bảy mập nhưng mà ăn vào không mập đâu em ạ. Vâng, giá bao nhiêu anh? 7.000 đồng thôi. Ok anh. Giờ chúng ta sẽ múc bang từ cái này xem nó có ngon không. À, một phần bánh tráng nhỏ tôi lấy ra từ cái túi đó và tôi sẽ xem ấy rất nhiều tóc. Chua chua cay cay rất là ngon. Bạn nào mà đam mê bộ môn này ra khởi nghiệp nhá. Ra sân trường Đại học Thủy Lợi. Giờ tôi sẽ cho anh này test thử quả nhãn. Nhãn ngon và ngọt em ơi. Đấy, để do mà. Ngon quá nên anh em phải ăn quả nữa. Nhãn ngon và ngọt, ngọt nước em ơi. Em thấy mọng nước, rất là mọng nước. Đúng rồi. Ok đúng rồi. Ăn xong thì tôi bắt đầu vào tiết. Chiều nay tôi lót dạ bằng một cái bánh trung thu. Có cái bánh này lo đến tối luôn. Ăn xong bánh trung thu thì tôi làm cốc cà phê cho tỉnh người. Và đương nhiên chúng ta sẽ mời bạn bè ăn nhãn. Chùm nhãn Đại học Thủy Lợi. Ngon không? Nhãn nhà trường ngon không? Anh Đạt thì sao? Giờ tôi sẽ cho bạn này. Đây cầm đây. Nhìn nào. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Giờ tôi sẽ cho bạn này. Đây là Hiệp, sẽ test thử. Tuyệt như ngày anh bắt em. Đây cho bạn này ăn và xin cái đánh giá nhá. Xin cái đánh giá. Nói ok nhá. Bùi to, ăn ngon, bùi ngon. Nhãn ngon quá mọi người ạ. Mời mọi người đến Thủy Lợi ăn nhãn nhá. Và giờ thì bye bye.